Chibu được khán giả xứ Trung quan tâm mọi lúc mọi nơi, thời tới cản không kịp, gây tranh cãi khi tham gia một chương trình về âm nhạc đình đám xứ Trung. Song cũng như hoạt động ca hát của mình, Chibu đã tự mình chứng minh bản thân có thể làm được, thậm chí là làm tốt mọi thứ. Đến hiện tại, Chibu đang là cái tên được nhiều người quan tâm từ khán giả cả trong và ngoài nước tại Đạp Gió 2023. Mới đây thì cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt liên quan tới đại diện Việt Nam. Theo đó, khi vừa nhìn thấy Chibu xuất hiện với trang phục đơn giản, đang từng bước tiến xuống cầu thang thì một bạn khán giả người Trung đã hô lớn "Chibu, em yêu chị" bằng tiếng Việt chuẩn xịn luôn nha. Có lẽ vì muốn gây ấn tượng với nữ ca sĩ nên bạn fan này đã không ngại việc học tiếng Việt để bày tỏ tình cảm của mình dành cho thần tượng. Khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam cũng phải mắt chữ A miệng chữ O bởi tinh thần đu idol rất ra gì và này nọ của fan Trung. Đây không phải là lần đầu tiên Chibu được người hâm mộ nước bạn bày tỏ tình cảm. Đã có không ít lần đại diện Việt Nam được hàng trăm khán giả Trung Quốc vây kín, chen chúc để được giao lưu và tặng quà cho nữ ca sĩ. Điều này đã phần nào chứng minh được sức ảnh hưởng của Chibu tại quốc gia này thời gian qua. Tất nhiên, nó sẽ chưa dừng lại mà thậm chí còn lớn mạnh hơn nữa ở những tập tiếp theo của Đạp Gió 2023 được không nào? Bạn có dự đoán gì cho thứ hạng của Chibu ở chương trình này cũng như là việc cô nàng sẽ phát triển sự nghiệp mạnh tới đâu ở nước bạn? Hãy cùng ra lời dự đoán với iBiz nha!